Hôm nay mình nhận được một khúc gỗ như thế này, và anh trai có nhờ vào mình thẩm định xem nó là gỗ gì. Cái gỗ này thì mọi người nhìn này, nhìn có vẻ rất ướt đúng không? Và xen lẫn mỗi một thớ gỗ thô, gỗ khô thì nó lại có một khúc vân gỗ dầu. Thì những cái gỗ như này thường mình sẽ nhận định nó là hoàng hàn hoặc là bách xanh, có thể nó là gỗ ngọc am. Nhưng mà khi mà mình ngửi thì gỗ này nó cho một cái mùi thơm, nó rất là cổ điển, nó mang đến những cái giá trị mà chúng ta thấy ở cái những cái đồng quê, những cái mùi rơm chín, lúa chín đúng không ạ, những cái mùi mạ non. Nói chung là nó kết hợp được tất cả những cái gì mà nó đồng quê nhất ở trong cái loại gỗ này đấy. Vậy nên thì mình xác định đây nó là gỗ ngọc am, và loại gỗ này chỉ dành cho những người mà họ có cái thiên hướng là muốn trải nghiệm được cái sự bình yên khi mà dùng cái dòng gỗ này. Vì là khi chúng ta sử dụng gỗ này đấy, chúng ta sẽ gạt bỏ đi hết những cái sự âu lo, những cái mệt mỏi trong cuộc sống đấy. Là những người thích trở về với cái sự bình yên thì họ dùng gỗ ngọc am, họ dùng hương ngọc am và tinh dầu ngọc am đấy. Thì khi mà mình ngửi mùi gỗ này, mình cảm nhận được những cái điều đó, tự nhiên cảm nhận thấy sự bình yên ngọt ngào đến lạ, thì mình xác định đây nó chính là dòng gỗ ngọc am. Và hơn nữa thì đây cũng là một dòng gỗ ngọc am của Việt Nam, đó là ngọc am Hà Giang.